Hello, chào cả nhà. Wow, đằng sau Nhung hả? Nay cà chua nó chín quá trời luôn cả nhà. Ôi, trái cà chua nó mê ơi là mê luôn. Mà cái dải cà chua này á ha, nó chín, trời ơi, chín quá trời rồi. Mà hôm nay trời mưa cả nhà. Trời ơi, nhìn không khí á, vừa rồi á nó cháy rừng á, cái không khí nói chung là khói, rất là khói luôn. Cái hôm nay nó mưa được chặng mưa khoảng tầm buổi sáng thôi, vài tiếng buổi sáng thôi mà trời ơi nó xanh mướt. Cái nói chung là không khí nó hết hết nói chung là hết sạch cả cái mùi khói luôn. Nó kiểu giống như mà nói chung là nó thích dữ lắm cả nhà, cái mùi hết mùi khói rồi. Mình bây giờ mình có thể hửi được giống vậy á, bữa hôm là mình không dám ra ngoài luôn cả nhà, tại vì là khói bên tiểu bang khác nó quá, với bên Canada quá nha. Rồi bây giờ hôm nay đi rủ cả nhà đi vòng vòng xem có gì thì mình thu đó nhé cả nhà. Let's go. Bao la cà chua luôn, đã dễ sợ không cả nhà ơi. Đó thì á hả, đi hái cà chua bi mình hái mình tặng bạn mình hết. Mình cũng để dành một mớ trong ngăn đá à nha, nhiều mà đông đá, cái loại mà nước cà chua sốt á nhiều, cà chua bi đa số mình tặng bạn mình là nhiều. Hay quá cà chua ơi. Mẹ chùm chùm đá gì đâu là đá nhà ơi. Hôm nay nó chín nhiều ghê luôn, bữa hôm nó chín ít ít rồi, nay nó chín quá trời quá đất. Mình thích cà chua này gì đâu luôn á, trái nó ghiền. Cái này là cà chua ngọt 1 triệu nè cả nhà, trái gì đâu mà đã. Hôm nay hái một mẹt này, ngày mai hái mẹt khác nhiều. Đi hái này một mớ xong rồi đi ra ngoài kia hái thêm một màu vàng, màu đen, màu đỏ gì, nguyên một cái đủ màu sắc luôn đi tặng bạn. Để dành một mớ tặng chị Sherry nữa. Hôm nay hái hai cây này, chữa lại cái cây bên đây mai hái cho chị Sherry. Hôm nay tặng bạn khác, hôm nay hái hết cái mớ này nè, cái cây nữa nè, mấy bên đây đủ ở đây nè, nó chín cả chùm đây nè. Trời mưa không hái nó bị ấy hết á, nó nứt á, chín không hái nứt hết. Rồi hai hai cái em nay, ngày mai mình hái cây khác nha, tặng một người khác nhiều quá nhiều luôn á. Xong rồi ít hôm nữa cái cà chua mấy anh đây nó chín á, mình cất lại này, nguyên dãy này là mình cất hết, mình tặng ai hết. Tại vì là mình có ý mình mua cái giống đó đặng mình trồng mình để làm sốt đó cả nhà, làm nước sốt để làm bánh pizza nè, làm món gì của người Mỹ đó, nói chung là cần phải nước sốt cà chua á, mình làm cho ông xã mình ăn, nên là mình trồng một số cây thì nhỏ nhỏ như vậy nè mình tặng bạn, còn cà chua sốt thì mình giữ lại hết đó. Nên là nguyên dãy này là phần Nhung Hà hết luôn á, cái loại này là Nhung Hà giữ hết đó. Đen nè, trời ơi, chua đen mà năm nào Nhung Hà cũng trồng đó cả nhà. Đây này, wow, đẹp ghê luôn á. Để xem trái nào chín, mình thấy đỏ đỏ ở đây rồi nè. Đó, đây chín rồi đó. Trái này chưa chín mà mình làm rớt, thấy lụm luôn. Ồ, đẹp chứ này. Đó, wow. Chắc mình để vài trái lại chín thiệt chín đặng mình làm giống. Đâu, mình mất cái giống này rồi, mai tự nhiên là nó lên, tự nó lên cái mình giữ lại thôi, mất giống rồi. Wow, đây đây đây, chỗ khi nó chín nó đỏ này, đẹp chưa đó. Trái đó là chín gì lắm rồi đó, chín rồi nè, chín nó phình ra cái trái đẹp ha.
Ừ, cái này chưa gần chín rồi. Ồ, trái trên đây hả? Hươm này chín này ha, bên đây thôi, trái này chín rồi này, chín rồi này đó. Wow, đẹp chưa nha, có màu đen vô nổi bật liền ha, đó nổi liền luôn tức khắc. Đây trái nữa chưa, trái này đen chín rồi nè, hươm hươm cũng ăn được rồi. Wow, đẹp quá cái mẹt. Thiếu màu vàng, đi tìm màu vàng. Rồi, qua lấy thêm mấy trái màu vàng nữa bố. Trời, Nhung Hà có cái bìa đá này nó bự chưa chưa? Đây, cả giấy mấy anh đây nè cả nhà. Đó, có mấy vàng này đây. Mấy em vàng đây, đợi chị xíu nha. Chị hai em. Này là cà chua lê, mà cà chua lê vàng. Có một loại cà chua lê sô cô la nữa, sang năm mình sẽ trồng. Sang năm mình sẽ trồng cà chua lê vàng và sô cô la. Hai loại luôn. Nếu mà có mà cà chua lê màu đỏ mình cũng trồng luôn. Mà không biết có hay không mà mình thấy có sô cô la rồi. Bữa hôm mà thấy nó quảng cáo quảng cáo trên Baker Creek á à nhà. Cái hãng đó. Mà không biết giờ còn giống hay không để vô tìm. Ở chơi bữa hôm là thấy nó bán á. Vàng vàng. Ui trời, nổi trội chưa? Quá chừng trái luôn. Mè ha cả nhà. Nè. Hôm nay thì bác hàng xóm bác cưa cọ gì trên nhà. Chắc sắp mùa đông rồi đó. Bác chuẩn bị không biết là sửa nhà sửa cửa gì đó. Dê nguyên cả dê luôn. Đá dễ sợ ha. Mê không? Trái đã đời góc luôn. Hái mê tay rồi xong. Quên cả cái kéo này đây nè. Hư dễ sợ luôn là hư. Đi đâu quăng đó vậy đó. Hả? Chịu nổi mình không? Đó. Wow, đen đỏ vàng đẹp quá. Cả nhà xem, mình thấy cái thùng này có cái trái đậu vua nó bự. Wow, công nhận trời mường cái nó gọi là phát tướng luôn cái này. Úi trời ơi, nó bự. Đá dễ sợ luôn rồi nha. Đây nhiều dữ lắm, mình đi tìm xem rồi. Ở ngoài cái cây kia có nhiều dữ lắm. Cái cây bự ở ngoài kia nó cao cao mấy ngoài á. Đi hái tặng bạn mớ. Trời ơi, trong đây có mấy trái nó bự quá. Này là già luôn rồi nè. Như tuyết rồi đó, đâu đi đâu được đâu. Ở nhà mà không có đồ ăn dự trữ là coi như đói. Đâu có giống như nếu ở thành phố thì có tuyết thì có cái xe ủi tuyết á, nó ủi sẵn. Còn trên cái chỗ Nhung Hà thì ui, tuyết mà đông nhiều á, thì mọi người cứ ở trong nhà thôi, đi ngoài đường á, trơn trượt sợ lắm. Tại trên núi á, lúc nào tuyết cũng nhiều lắm. Còn ở dưới thành phố thì xa núi á, nó ấm hơn nên tuyết là nó thành mưa. Còn ở trên này á, mà mưa á, mà lạnh á, là nó sẽ thành tuyết rơi. Nên nhiều lúc ở trên núi nó rơi mà ở dưới thành phố thì họ nó không rơi, kiểu vậy rồi nha. Đẹp chưa? Hai mớ đậu tặng bạn. Cái đậu này gọi là đậu lưỡi rồng cả nhà. Trái cũng cũng năng suất lắm. Cái đậu này là đậu tím này. Bữa giờ mình cũng múi được một mớ đậu này. Rồi rồi sao cũng được mớ rồi. Vậy à, bây giờ thì ăn, nói chung là ăn ngán rồi. Xe với bạn. Giờ mà muốn để dành á thì đợt sau cũng được. Tại vì hôm nay tới nhà bạn chơi nên là hái một mớ để lứa sau mình ăn.
mình thích tới nhà bạn á, có vườn nhà có gì á mình hái. Nhiều lúc tặng bạn thì nhiều quá rồi bạn mình mang đi tặng lại một người bạn khác, là không những một người bạn khác mà bạn mình nói là tôi chia sẻ được 10 người luôn đó bà. Giờ hôm nay úi trời, làm gì mà chia được 10 người dữ vậy. Thì họ cứ thích mỗi thứ một ít thôi chứ không có nhiều. Bà cho tôi quá trời cả xe thì tôi phải xe ra nhiều người chứ sao vậy. Cái cũng vui cả nhà ơi. Rồi cái 10 người bạn đó họ lại rất là vui hả. Họ nói ui sao mà rau tươi ngon ngon quá đó. Họ nhắn tin bạn mình á, nói ôi ai cũng khen rau tươi ngon quá, họ làm được dinner giống vậy nè, xong rồi cái họ nấu lên đồ ăn á, xong rồi họ chụp hình à, chụp hình xong rồi cái gửi cho bạn mình, cái bạn mình gửi cho mình, cái vui lắm mà nhà. Đó ôi hôm nay bạn bà cho ví dụ bell pepper là ớt đi, thì người Mỹ á họ sẽ dồn cái thịt vô, hoặc là họ dùng phô mai đủ thứ vô, xong họ nướng lên, họ nướng lên xong cái họ chụp hình nè, họ gửi cho mình coi, cái mình cũng biết thêm được món à, cũng vui rồi nha. Nói chung mà học hỏi lẫn nhau. Hay nhất là chị bạn Randy của mình có đứa con nhỏ nhỏ, thì mình á thì có trồng nhiều lắm, mình hay tặng chị, rồi chị về chị đóng hũ á, mình cũng đóng hũ cho bản thân mình một mớ rồi để dành cho mình rồi, rồi còn một mớ thì mình chia sẻ với bạn để bạn mình cũng đóng hũ vậy đó. Bạn mình cũng trồng ít thứ, tự vì chị vườn vườn của chị thì đất rộng đó, nhưng mà chị có con nhỏ chị không có chăm sóc được, mà năm nay thì á hả mình đã làm cho chị cái gì mà để mà khỏi cỏ lên đó cả nhà, cái màng đen đen đó, cái gì đó, nói chung là cỏ nó không mọc qua cái đó. Và năm nay chị nói trời ơi, năm nay là chị khoái, chị nói không phải nhổ cỏ chị thích lắm. Mà cây nó cũng tốt hơn, chị nói vậy. Không biết dâu tây của chị bữa giờ có trái ăn không, hay là bị mấy con chim nó ăn hết không biết nữa. Mình trồng cho chị mấy thùng dâu tây lần mà, 2-3 thùng lận. Rồi không biết có còn sống không nữa, bữa giờ mình bệnh quá mình cũng chưa tới thăm chị được. Mấy vừa rồi nó nắng cái cây nó cháy. Mình mới nói chung là hái mấy cái lá cháy dục bớt rồi đó. Ôi, trái ngon ha. Cùng một loại mà sao cái trái này nó tím hơn ha. Cũng đậu lưỡi rằn luôn đó mà trái này tím hơn. Hai trái này tím lịm luôn. Cà chua đen và cà chua bi đây cả nhà ơi, đó nguyên mẹt luôn, quá đẹp luôn cả nhà ha. Yeah. Đó, chụp tấm hình cho đẹp nha. Rồi quá chừng cà chua đã quá, để dành cây này tặng bạn khác cả nhà. Hôm nay thì một mẹt này tặng người bạn khác vậy đó, cứ mỗi ngày nhắm mình hái những ít thứ ít ít vậy đó, mình tặng những người bạn của mình ăn cho vui cả nhà ơi, ăn lấy thảo vườn Nhung Hà.